My name is Long. Okay. I'm 11 years old. I'm 12 years old. Okay. Where do you study? I'm in Vinyan School. Mm-hmm. Vinyan School. Vinyan Secondary School. Okay, good. Welcome aboard. My name is Da. My full name is Nguyen Thiên Da. Are you excited for our trip today? Yes, I so excited because this is my first time travel to another country. Oh, really? Yes. Can you tell me your school? I study at Vinyan Secondary School. Please tell me about your name. My name is Kao. How are you? I'm 16 years old. So, what school are you studying at? I go to Bình Xuyên High School. So, anything you love about Singapore? I love Universal Studios. So, are you excited for the trip? No? Please introduce yourself. My name is Nguyễn Khánh Trường. I'm 15 years old. So you're studying in high school? Yes. Do you feel excited for our trip? Yes, I'm very excited. What thing you looking for in Singapore? I'm looking for Apple Store. Anything else? Universal Studio. My name is Nguyễn Thiên. My school is being in school and I'm 11 years old. So what do you know about Singapore? I think Singapore is so beautiful. Yeah. I love Apple Store in Singapore. Apple Store? Yes. Okay, great. Thank you. Nó có cái văn hóa đấy là uống nước ở nơi công cộng như này. Đây, có một cái nút ấn ở dưới này, xong rồi cho mồm vào đây. Ngon quá. Rồi, ok. Có ai có bình nước không? Rồi, đúng rồi, chuẩn. Rồi, ok, đây bữa ăn của ai đây? Đạt vali. Đạt thấy món ăn mà em đang đã chọn nó có ok không? Đây là món gì em giới thiệu qua đi. Món khoai tây nhiền. Món khoai tây nhiền thì em ăn thấy vị nó là Trung Bắc. Em thấy thật sai tầm kỳ rồi gọi nó. Tiếp theo có món gì nữa không? Món chính của em gọi là món gì? Gà chiên cay à? À, gà chiên cay, ok. Nhìn ngon. Cay thế nhỉ? Đúng rồi. Cay thế nhỉ? Em gọi món gà này thì okay. Ngon, cái vòng hành này cá là không ngon, còn cái này thì nó hư nhỉ. Nào, hai bạn đã chọn món gì? Carbonara. Coi như là 100 này đấy. Tiêu nhá. Không phải suy nghĩ nhá. Còn cái nào khó nghĩ quá thì phải hỏi người lớn thôi chứ. Chuẩn nhá. Ngoài ra vẫn còn nữa nên là khi nào mà hết cái này thì hỏi lại anh để xem có mua thêm gì bà anh nhá. Cần tiêu thêm ấy. Được chưa? Kiểm tra hành chính ơi. Đây các bạn đứng sát đây, ví dụ nhá. Anh ví dụ ra của mình là ở Movies đúng không? Thì giờ mà các bạn muốn, ví dụ các bạn muốn đến Novena thì các bạn đi như thế nào? Đi đường nào? Từ Movies này đâm thẳng cái đây đúng không? Xong rồi từ đây thì sao? Là video footage của bạn Đạt nạp 10 đô để em party. Mời Đạt, ok, cash, xác. Nạp 10 đô là cho tiền này. Ta-da, chúc mừng Đạt đã có 11 đô trong thẻ em party rồi. Chào Minh, em có biết là mình đang chuẩn bị xem cái video không?